Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công đoàn viên chức Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các đơn vị tổ chức các đoàn đến thăm chúc Tết các gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết. Tại các điểm thăm, đoàn đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ, lắng nghe về những khó khăn, tình hình đời sống công nhân lao động, đồng thời gửi lời chúc Tết ấm áp, nghĩa tình và trao tặng các phần quà ý nghĩa, góp phần động viên về vật chất và tinh thần đối với người lao động. Ăn Tết với mẹ chỉ có hai mẹ con, mẹ bị bệnh không đi làm được. Cảm ơn công ty và các anh chị trong công đoàn đã cho mẹ con một cái Tết ấm no. Được bên công ty và công đoàn quan tâm, cũng mong muốn là những cái người có hoàn cảnh như em cũng không có về quê thì cũng sẽ được công đoàn cũng như là những công ty quan tâm và chăm sóc. Trong dịp Tết thì chúng tôi cũng tổ chức những cái chuỗi hoạt động như tặng quà cho nhân viên, đi thăm nhà trọ nhân viên có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê đón Tết. Năm nay thì chúng tôi định hướng là sẽ đi thăm nhà trọ của công nhân vào hàng quý luôn, cũng sẽ đồng hành cùng với lại ban giám đốc của công ty đi thăm nhiều công nhân hơn, cũng thể là hỗ trợ được nhiều bạn hơn, đặc biệt là những bạn mà có bệnh hiểm nghèo hoặc là có những hoàn cảnh khó khăn thì chúng tôi cũng tập trung quyên góp để chăm lo cho các bạn nhiều hơn. Khi mà trực tiếp xuống tận nhà trọ các công nhân có hoàn cảnh khó khăn, giúp chúng tôi phần nào hiểu được những khó khăn, thiếu thốn của các bạn. Trong năm mới, chúng tôi sẽ cố gắng nghiên cứu và cho ra mắt thêm các chương trình phúc lợi, trợ cấp để phần nào giúp các anh chị công nhân vượt qua giai đoạn khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đại diện Công đoàn viên chức Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các nội dung chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, đã có hơn 15.110 phần quà Tết đoàn viên được trao tặng cho các đối tượng từ nguồn tài chính công đoàn và hỗ trợ của các đơn vị, doanh nghiệp với tổng giá trị hơn 12 tỷ đồng.